Xin chào lại tất cả các anh em ở trên Nemo TV và các anh em đang xem lại trên YouTube. Tôi không biết là anh em đã biết cái thông tin mới ở trong cái thế giới Dead Game hiện tại không? Cảm ơn anh em Trần Lợi. Đó là ngày hôm qua thì cái phiên bản Unreal Engine 10 đã chính thức ra mắt anh em ạ. Unreal Engine 10. Và một cái tựa game đầu tiên được sản xuất dựa trên Unreal Engine 10 cũng đã ra mắt cùng với cả cái engine này. Hứa hẹn cái đồ họa có thể nói là đẹp còn hơn cả đời thực anh em ạ. Đồ họa đẹp hơn cả đời thực. Mô hình 3D chi tiết đến từng sợi chân lông. Vâng, và tựa game đấy là gì? Thì ngày hôm nay tôi xin phép được gửi tới anh em. Cảm ơn anh Nhật Nguyễn. Tựa game này có tên là Underdog Detective. Trong tiếng Anh, Underdog có nghĩa là gì? Dog là chó. Under là gì ạ? À? Là dưới. Thế còn dưới cả con chó thì nó vẫn gọi, tức là những cái thành phần gọi là thất bại, những cái thành phần dưới đáy xã hội đó, giống kiểu Streamer đấy. Thế thì Underdog Detective chúng ta có thể dịch ra là thám tử vô dụng nhá. Ok rồi, mời anh em. Không, phản bu là như nào anh em, một cười không phản bu phản miếc nhá, không phản bu phản miếc nhá. Khiếp, vừa vào thấy có quả coi như là vừa vào thấy có quả cái gì đấy. Cái này là giống như kiểu hiệp sĩ à, đúng không? Hiệp sĩ ngày trước ở trong mấy bộ phim kiếm hiệp nên gì nữa. Âm thanh rồi, to nhất luôn, nhanh em thấy đồ họa đẹp không? Đồ họa phải như này. Rồi ôi. Ánh sáng ánh xiếc. Đấy. Cái gì đấy? Tiếp tục nhằn cỏ hay làm thứ gì đó to lớn hơn đi. À ok ok, cảm ơn Lan Bơ xấu tính. Ôi, chúng ta lại trông cứ như kiểu Lý Liên Kiệt ấy nhỉ. Thôi, mình là đàn ông đàn nàng, chúng ta lại làm thứ gì đấy nó lớn lao hơn đi, chứ không phải là chúng ta phải cỏ củng đi. Ai à, kiếm củng kinh không? Ui xôi ôi, ở đây là không phải kiếm à? Thế đây là cái gậy à? Thiết bảng à? Đại hội ma quỷ. Hả? Vào ngày này có một cái con quỷ nó sẽ ăn hết những con ma à? Là sao? Truyền thuyết nói rằng làng Giang Quang đã từng bị một con quái vật ám. Cảm ơn No Hope. Tuy nhiên có những cái kho báu quý cũng đã bị chôn vùi trong làng này. Đồ họa phải như này. Tôi đến khu vực này một mình, mặc đồ màu đen và mang theo cây gậy rồng của tôi. Đẹp trai thế nhỉ. Vãi mẹ, zombie à? Zombie rồi, zombie rồi, zombie rồi. Ô. Sự cố trước đó, 受祭的野鬼会感激世人，将灵气赋予气势之上。 Ôi cái có em nào nó nằm ở trong quan tài đấy? Có em nào nó nằm trong quan cái gì đấy? Click và di chuyển con chuột để kéo miếng vải ra. Ôi em nào đấy? Sợ có xác em nào ngon nghẻ nằm ở trong này này? Vốn thế nhỉ? Này, đây không phải là phim đâu anh em ạ, đây là game nhá. Tôi đã bảo đây là game được sản xuất bằng Unreal Engine 10. Anh em nhìn thế này, tôi sẽ dùng coi như chuột, tôi kéo cái khăn cho anh em xem này. Đấy, tôi đeo kéo lên nữa, tôi lại giỏ đi. Tôi lại kéo lên, tôi lại bỏ xuống. Tôi lại kéo lên, tôi lại bỏ xuống. Đấy, anh em thấy chưa? Anh em bảo đây là đây là phim á. Đây là game được sản xuất bằng Unreal Engine 10. Em bị hiểu. Đỉnh mà, tôi đã bảo với anh em rồi. Cảm ơn A Thất Tài Quay. Ở đây là Doãn Chí Bình à? Ở nhỉ? Mẹ, đây là Doãn Chí Bình, còn đây là cô. Em nào? Xem khuôn mặt cái xem nào. Ấm không nào? Cái gì xanh xanh đấy? Ui, mặt nó bị xanh xanh ý. Vãi. Cái mồm à? Sao xanh lè vậy? Ồ, đây là em này đang ngậm cái gì đấy?
cô đây à? Cảm ơn Lan Bơ. Nhưng khi tôi lấy viên ngọc ra, nó đã mất ánh sáng của nó. Nó trở nên mờ nhạt. Ôi dồi ôi, các anh em Lady Cat zombie à? Ui mẹ, cái gì đây? Thôi. Ôi, kinh không? À, ê, ra cái gì đấy? Lựu đạn à? Cái gì đấy? Cầm đi ra đấy. Lựu đạn à? Cái cùng tôi phải phi lên như một con rắn, ra đòn đánh, tiêu diệt kẻ thù, đánh ngã tất cả bọn chúng. Tôi tiêu diệt tất cả bọn zombie bằng đòn đánh siêu việt của mình. Tuy nhiên, con ma nữ xuất hiện ngay phía sau lưng tôi. Ôi ôi, cố gắng tránh khỏi đòn tấn công của mụ ta. Tôi lôi thanh kiếm ra. Ô, kiếm ở đâu đấy? Ờ, anh Du, anh Dũng. Không phải anh nói là anh cầm theo cái gậy rồng sao? Sao tự nhiên lại rút kiếm ra? Ờ. 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 Thế à, thế nào? Mơ à? Yếu gì? Mình đang kể chuyện cho bà kia nghe. Cái thằng này nó tên là Du anh em ạ. Dũng, 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 Dũng. Tức là thằng này đang kể chuyện chắc nói phét hay sao ý. Kể chuyện phét cho bà kia, cho em kia nghe. Xong rồi lúc đầu thì kể là mình cầm theo cái gậy rồng. Thì áo nào đến đoạn sau lại quên, nói mẹ là cầm kiếm. À, ở đây chúng ta có hai lựa chọn. Một là tiếp tục chém gió. Và hai là ý tôi không phải là như vậy. Từ từ đã. Cảm ơn anh em Khánh Ngọc. Nếu như anh em lên group kín gia đình Dũng CT trực tiếp game ngày hôm nay, anh em sẽ thấy có một cái bức ảnh của một anh em up lên. Là một cái bức vẽ artwork thần gió anh em ạ. Và cái mặt thần gió đấy đéo khác gì tôi. Cho nên là tôi nghĩ là chúng ta tiếp tục chém gió. Đương nhiên rồi, chính là cây gậy rồng. À, nó đã từng làm cây gậy rồng. Nhưng thực ra, à, khi rút ra nó là thanh kiếm. Úi dồi ôi, thanh kiếm cái gì? Ui, kiếm rồng. Úi dồi. Ô, ủa, nhưng mà cái thanh kiếm của tôi không thể làm hại được con ma nữ. Trong một khoảnh khắc tôi tưởng tôi đã chết, đột ngột tôi suy nghĩ ra một chuyện. Là có thể con ma này bị bỏ rơi bởi người yêu. Nên không có người yêu ở đây để chăm sóc cô ấy. Cho nên tôi đã quyết định làm một việc. Đéo gì đấy? Ơ? Ơ? À, thôi, hồn ma hả? Cái gì đây? Ba bích cho anh em hết. Ô, sao tự nhiên áo trắng vậy? Ô, ôi xôi ôi, được đấy chứ. Ê xà, kinh à. Ê xà, này ái tử thi. Ơ, à, này anh Dũng, không phải anh nói là anh mặc quần áo đen hay sao? Sao tự nhiên nó chuyển thành áo trắng? Ờ, ờ đúng rồi. Lúc đầu mình nói là mình mặc theo bộ quần áo đen và cầm theo gậy rồng, hôm nay thành áo trắng rồi. Cảm ơn anh Trang Chan. Bà Bích anh em đâu? Không nhá, không nhá, không nhá. Cái anh em tôi nhường bà Bích anh em cái phát hôn đầu tiên nhá. Còn các phát hôn sau là của tôi anh em nhá. Không nói nhiều đâu, đừng vớ vẩn. Vớ vẩn là anh em có Bích, còn tôi có ba tép nhá. Ừ. Thôi bây giờ tầm này mình phải tiếp tục chém gió thôi anh em. Tiếp tục chém gió xem nào. Cảm ơn em hàng xóm. À hay là Từ không, mình không chém gió nữa. Mà mình sẽ bảo là em nghe nhầm rồi. Em nghe nhầm rồi. À? Thế à? Ờ, tôi nói thế lúc nào? Đấy, em nghe nhầm rồi. Anh có nói thế bao giờ đâu? Anh mặc áo trắng nhá. Ngay từ đầu em hiểu không? Này em, đó là cách mà anh lấy được viên ngọc quý giá này. Cảm ơn Khánh Ngọc. Chỉ một phút trước khi em đi vào căn phòng này, anh đã cảm thấy rằng ồ, viên ngọc này rung lên trong người anh. Ồ, kinh vậy, không ngừng luôn. Viên ngọc này cũng giống như em ạ. Cũng đẹp như em. Không thể gì có thể so sánh được với em ở nơi này. Em và viên ngọc này hợp với nhau lắm em ơi. 30 coin. Vâng.
Hóa ra là chúng ta đang bán đồ anh em ạ. Yêu hiểu, hóa ra lùa gà mua đồ cổ. Ok, vô lý. Câu chuyện của anh không hợp lý. Anh nghĩ tôi trẻ con à? Đừng để em ơi, đừng để em ơi. Em nào kia, em nào kia, em nào kia. Em nào thế kia? Cô ấy không mua rồi. Em không hiểu rồi. Mỗi người đàn ông đều mong muốn được trở thành anh hùng. Ờ. Thế thức ăn thì sao? Ờ. Em kia xinh quá. Ơ, cái gì đây? Vài tháng sau. Hả? What? Ờ. Thế đéo nào mình lại thành những tên mày rồi. Ờ. Ơ ơ cái bán à? Ơ chết đói. Cái gì này? Ending rồi à? Game ending rồi à? Sao ending nhanh thế này? Cảm ơn Lan Bơ. Cảm ơn em nấu húp. Chết đói nhanh thế. Không sao anh em, không sao. Được, để đợi tôi retry. Đợi tôi retry. Lần này là mình không được nói là em kia nghe nhầm. Mà mình phải tức chém gió anh em ạ. Cái kết của lũ lùa của anh xem tôi lùa đây này. Cảm ơn Hoa Sagi xem tôi lùa đây này. Chém gió tiếp. Ờ. Quân rú chí mình. Đây, quay lại cái đoạn. Từ từ, quay lại cái đoạn kia đã. Qua đoạn hôn em kia đã. Tua. Rồi, đoạn em kia em hỏi tại sao mình đang là áo đen thành áo trắng. Cảm ơn bánh bao. À, chém gió tiếp, đây. Chắc là em không biết rồi. Cái bộ quần áo của anh ấy, nó thực ra là một cái cổ vật đấy em ạ. Cái màu của nó ấy, nó thay đổi theo môi trường. À, nên khi mà có ánh trăng chiếu vào nó, nó ban đầu là màu đen, nhưng đã chuyển thành màu trắng. Xôi ơi. Ma nữ đã quay trở lại với viên ngọc, và viên ngọc lại sáng lên một lần nữa. Lùa gà nó phải thế này. Đấy, em ơi. Ý em sao? Đây chính là cách mà anh lấy được cái coi như là vật phẩm này đấy. Quý giá này đấy. Ngay khi em bước vào căn phòng này, anh đã cảm thấy nó rung lên trong người anh. Ừ. Viên ngọc này cũng giống như em, đẹp lắm. Em và viên ngọc này là của nhau. Mua đi em ơi, 30 coin thôi em ơi. Mua đi. Ê, mua đi còn gì nữa. Sau khi nghe anh kể chuyện, em cũng tin đây đúng là một cổ vật đáng giá. Ấy ôi, em kia, em cái tên là gì xinh thế? Cô gái này còn định lấy anh vì viên ngọc này đây, nhưng mà anh từ chối mới kinh chứ. Chém gió hả? Lối này em ơi. Em vừa mới mua được món đồ đáng giá đấy. Ánh sáng của nó là từ sức mạnh của con ma nữ đấy. Tôi tí nữa tôi quên. Tôi chết rồi. Anh lấy viên ngọc này từ mồm của con ma nữ. Chồng tôi biết chuyện này thì chết. Anh còn nhiều đồ khác lắm. Em có thể mua đồ khác cho anh. Còn đồ này đồ kia. Rồi xong rồi. Cô làm gì đây vậy cô Lưu? Cô Triệu đang tìm cô đấy. Hả? Cái bánh bao. Ơ để lần sau. Cái gì đấy? Ôi. Khi cô gái này lần đầu tới cửa hàng của mình đã hỏi xem hoàn cảnh cô ấy thế nào, nhưng cô ấy giấu. Mình có thể sử dụng hoàn cảnh cô gái này để lật ngược thế cờ. Cái gì đấy? Hả? Cái gì đấy?
click lên màn hình, focus vào những điểm cần chú ý. Cái này là giống kiểu thám tử đấy anh em. Con game này là underdog detective mà. Nên chúng ta đang là detective anh em hiểu không? Chúng ta đang phải soi em là có một cái gì trên này để chúng ta có thể phá án anh em ạ. Để bắt em này em mới phải quay lại mua viên ngọc. Ở đây. À, cái váy bình thường anh em ạ, váy bình thường không có gì kỳ lạ. Quần áo được làm bằng loại vải đắt tiền nhưng mà có vết gấp, có vẻ như chúng được để ở bên trong mấy cái hòm suốt một khoảng thời gian dài. À, tức là em này là bình thường không mặc đồ đắt tiền đâu, nhưng mà lần này là đi ra ngoài mua đồ, đi ra ngoài đi chợ, cho nên là mới lôi quần áo này để ở trong hòm ra mặc để giữ thể diện, để mọi người thấy là mình giàu. À, còn gì nữa không? Váy bình thường. Nó phải cái này vẫn là gấp. Châm cài tóc á. Không click được. Đây này, nó ghi là chẳng có gì luôn. Không được, tôi click rồi. À đây, móng tay được cắt ngắn. Cô ta không làm móng, chứng tỏ nó quấy làm việc nhà thường xuyên. À, hay là em này là cô, hay là em này là, hay là em này là kiểu ô xin nhỉ? Hay là ô xin ăn cắp đồ của chủ? Hay chỉ là người hầu trong nhà thôi? Cái thằng này nó vừa nhắc đến bà Triệu nào ấy, cô Triệu đang đi tìm cô đấy. Hay là con này hay là kiểu người làm nhỉ? Xong mình lấy trộm quần áo của chủ ra ngoài, cũng chưa chắc, cũng chưa biết, chỉ biết là làm việc nhà nhiều thôi. À, cái thằng hầu này nó không tỏ ra tôn trọng em này, cho nên là rất có thể là em này đã từng bị bắt nạt. À, tôi hiểu các bạn Khánh Ngọc, tức là như này, bà này là vợ lẽ anh em ơi, em này là vợ lẽ, bà Triệu là vợ cả đấy, em này là vợ lẽ, first lady. Là thằng em gái này là ở nhà là bị bọn nó rất là coi thường, phải làm việc nhà, bị mụ vợ cả bắt nạt. Đấy là trốn vợ cả ra đây. Ôi trời ơi, bị người hầu nó còn khinh. Ok xong rồi. Em này là vợ bé à? Vợ bé chắc chắn sẽ rất là ghét vợ cả đúng không? Ở đây chúng ta có hai lựa chọn. Một là chúng ta đập nát viên ngọc. Ồ. Đập nát viên ngọc. Hai là chúng ta kiểu như là cố gắng giành giật lại người mua. Nếu mà giành giật lại người mua thì từ từ đã anh em, phải để cái máu thám tử của tôi nó phát huy đã mới được. Nếu mà là giành giật lại người mua thì nghe nó không chuẩn cho lắm. Chúng ta làm việc gì đấy nó kỳ lạ đi, đập vỡ viên ngọc xem nó như nào đi, xem nào. Ây da. Rồi sao? Ôi kìa! Đéo gì đây? Của báu của tôi! Nó đã trở thành viên ngọc vỡ rồi! Bad ending à? Sai à? Không, từ từ bình tĩnh. Chưa sai. Viên ngọc bị tách đôi sẽ như thế nào nhỉ? Viên ngọc bị xẻ đôi. Đây là điểm xấu. Viên ngọc bị vỡ đôi là điểm xấu. Không được rồi. Nếu tôi giữ nó bên cạnh tôi, tôi sẽ bị đen đủi đến mức độ là không có con luôn. Không ai sẽ dám mua thứ này nữa luôn. À, viên ngọc này thực sự có sức mạnh như vậy sao? Tôi nói dối cô làm gì? Nếu cô không tin cứ hỏi người làm của tôi đi. Ôi, ông chủ, tránh sát tôi ra. Đấy, cô xem cô kia sợ chưa? Về nhà đi. À, mua để hại vợ cả. Anh Dũng, tôi muốn mua viên ngọc này. Không thể được. Tôi là một người bán rất là chân thật.
Tất cả số tiền là của anh. Ồ. Ngon. Ngon. Ê, sao ơi, nó phải như thế các em nhỉ? Cảm ơn cô Lưu. Lần sau lại quay lại nhé. Đương nhiên. Bố đời. Ê. Ủa em kia xinh nhỉ? Em mày tên là gì xinh ấy? Xinh nhỉ? Đây là vợ mình à? Thế đây là ai? Không rõ lắm. Sao lại ở cùng nhà đúng không? Đây là vợ mình là như nào? Đây là cái ngôi làng underdog. Đây là một cái ngôi làng em ạ. Thằng này sống ở trong cái ngôi làng kiểu như bang củi rều ấy. Nói bây giờ nó là thủ đô của những cái mặt xấu nhất của đất nước. Đây là ngôi nhà của trộm cắp, của những người không có nhà. Ôi dồi ôi. Cảm ơn Piên Nút. Và cả những cái kiểu quan chức bị đuổi ấy. Đây là nơi mà tốt và xấu trộn lẫn với nhau. Ok. Như vậy chúng ta sống ở bên trong cái ngôi làng có tên là Underdog. Bang củi rều anh em ạ. Bang củi rều. Khu ổ chuột, cũng thể gọi là khu ổ chuột. FP Soy One à? Con game này tôi vừa mới mua trên Steam xong. Thì nó có tổng cộng là 17 episode anh em ạ. 17 episode. Ấy à. Kinh. Tay chơi kinh đấy chứ. Tìm tất cả điểm hình tròn và click. Kinh quá nhỉ. Công nhận con game này nhá. Trước đây tôi từng chơi khá nhiều con game nó thuộc cái thể loại gọi là phim tương tác. Nếu anh em đã từng xem, trong đấy có cả mấy con game mà cũng kiểu phim tương tác này. Và tôi đã từng bị ăn quả gậy của nó trên YouTube chỉ vì chơi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy một con game mà nó làm, nó đầu tư kinh như này. Quay phim đẹp nhá, phục trang đẹp, diễn tốt, hậu trường đẹp vãi trường. Mà nó phải dựng cải khu này luôn để chỉ để làm con game này. Gớm đấy chứ. Nhìn thấy không, những người này được thuê bởi quan tòa để xây dựng ngôi làng này. Lãnh đạo là quen gen, không biết anh ta từng gây tội gì nhưng anh ta chưa giờ rời khỏi cái ngôi làng này. Anh ta là một trong đội trưởng trong làng. Ok, như vậy là cái bọn kiểu như là thợ này là dưới trướng một thằng đội trưởng tên là quen gen. Cảm ơn anh em Seter nghĩa, tôi không biết là tiếng Trung là quen gen người ta dịch ra là gì anh em. Gen, gen. Gen thì là gì nhỉ? Giang thì là trương đúng không? Thế còn gen thì là cái gì? Thành à? Hoàng Giang à? À. Sao anh bảo Unreal Engine 10? Ừ, chứ Unreal Engine 10. Ủa, cái gì đây? Người trông ui vãi. Ôi, đây là những người không thể chịu được cuộc sống ở đây, cho nên định chạy trốn khỏi đây để đến Lạc Dương. Sau đó bị coi như lính ở lính gác bắt được và treo cổ như làm lời cảnh báo những người khác. À, như vậy cũng nghe đây một khu ổ chuột. Rất nhiều người từng lớn lên ở đây, nhưng mà cuộc sống ở đây nghèo khổ, đói khổ quá, thế là muốn bỏ này chạy vào thủ đô Lạc Dương. Nhưng mà đến đấy là bị quân lính nó bắt được và nó treo cổ lại luôn. Cũng giống như tôi, những người nhỏ này đã từng lớn lên ở trong ngôi làng. À, đều làm việc đây. Lãnh đạo là An Quý. Một tên ngốc. Như vậy là một đội trưởng thứ hai là An Quý. Là lãnh đạo một cái nhóm chuyên đi giúp mọi người. Ok, rồi. Còn gì nữa? À, cây cầu là nơi duy nhất ở đây mà có thể nhìn thấy được Lạc Dương. Ủa, tôi đã từng đứng dưới và nhìn lên để đoán xem là thủ đô đất nước này như thế nào. Nhưng mà thứ duy nhất tôi nhìn thấy rồi, chỉ là những bãi nước bọt của người ta nhổ xuống. Ê, khổ vậy.
Tức là cái cây cầu này, cái này nó giống như kiểu là tầng lớp ở trên ý, tầng lớp giàu có, tầng lớp thượng đẳng nó ở trên, còn mình ở bên dưới là hạ đẳng. Khổ vãi. Gì đây? À, Kane à. À, đây là thương nhân. Lãnh đạo là vua Hua. Hùa, anh Hùa. Hội này là có mối quan hệ với cả các quan chức ở trên thì phải để mua đồ. Tức là hội này là có trao đổi hàng hóa giữa khu cái khu ổ chuột này với cả tầng lớp thượng đẳng ở bên trên. Đấy. Lãnh đạo là anh Hùa. Thôi tôi cứ dịch thế cho dễ nhá. Anh Hùa này. Chúng ta có 3 anh đội trưởng. Một là anh Gen, hai là anh Quý và ba là anh Hùa nhá. Tên chúng ta là Mr. Dũng. Ừ, ok. Mà vẫn không biết tên em gái ở cùng mình là ai. Cảm ơn Hoi Sagi. Đây là kiểu như là người ông chủ ấy, tướng ấy, tướng lãnh đạo toàn bộ cái nơi này. Gần đây ông ấy bị mất tích à? Tôi tự hỏi có chuyện gì xảy ra hay không, dạo này không thấy ông ta đâu. Đây là kiểu là người đứng đầu đúng không? Người đứng đầu của cái khu ổ chuột này. Phủ à? À, đây là phủ. Bất Lương Soái là người đứng đầu. Bất Lương Soái à? Thôi xong rồi, giờ sao nữa? Về nhà. Nói chung là thằng cha đấy là vương là tướng ở chỗ này. Ủa, cái gì đấy? Sao nhà mình bị đập phá này? Ủa, tôi xong rồi. Vợ đâu? Dừng lại. Ủa, định coi như phá suốt của tôi à? Tôi đánh vỡ mặt anh. Ôi tôi chết rồi, con mụ kia nó đến nó tố mình rồi. Chính hắn ta đã bán cho em mấy cái viên ngọc đấy. À, ta đang tìm mày, không ngờ mày lại dẫn mặt đến đây. Đánh nó một trận. Đừng có đến gần đây. Đoán xem, tao có một vũ khí đặc biệt. À, một vũ khí bắn ra cái mũi tên. À, và mũi tên này rất nguy hiểm. Assassin's Creed à? Ui xôi, cái gì? Ờ? Nè. Đừng có cười nữa. Người coi như sở hữu cái shop này là đội trưởng An Quý. Chúng mày có dám làm gì không? Anh Dũng. Anh bán cái shop này cho tôi từ bao giờ vậy? À, anh này là anh Quý. Một trong ba đội trưởng ở khu này. Cuối cùng anh cũng đến đây rồi. Đội trưởng An Quý. À, cái tên này hắn ta bán cái đồ bị nguyền rủa. À, tôi toàn mấy cái thứ đồ quý thôi. Tôi không bao giờ bán mấy cái tên ngọc nguyền rủa bao giờ cả. Anh Dũng, thế là sao? Hắn ta đang muốn từ chối bỏ chuyện này đấy. Cứ như là em định mua thứ này làm hại chị. Chị còn định làm chúng mày có đội dựa đánh xong một trận. Ôi ôi. Ây à. Ui xôi ôi. Vợ. Ây da. Ui xôi. Bố láo à. Linh. Mai Linh à. Mai Linh. À. Linh, em quay trở về rồi. Cái gì đấy? Ờ, cái gì đấy? Bà chị Âu, bà nói rằng là chúng tôi bán cái viên ngọc không tốt cho bà. Thế là một cái chuyện thật là không hay. Có vẻ như Linh có kế hoạch. À, mình làm gì để phù hợp với cô ấy đây? À, kinh. Linh trâu giật. Hey, chắc là em gái rồi anh em ạ. À. Em gái Imoto, chắc em gái mình. Ừ. Em gái giỏi võ thế. Từ từ đã. Mai Linh Zuto, em đây rồi. Đấy anh em xem. Imoto kinh không? Từ từ đã. Đây chúng ta có hai lựa chọn. Một là Linh là người đã bán viên ngọc này. Và hai là Linh cũng có một viên. Từ từ. Con mụ Linh kia. Nó bảo là mình bán cái thứ đồ nguyền rủa cho nó. Thế thì nếu mà mình nói rằng là Linh cũng có một viên ngọc như vậy, thì có nghĩa là người nhà mình không thể nào cầm một cái viên ngọc bị nguyền rủa đúng không? Đấy, cho nên là mình sẽ phản bác lại ý kiến đấy. Là nếu nguyền rủa thì tại sao lại cho em gái cầm cái viên ngọc như vậy? Đúng không?
Bà chị ơi, cái cửa hàng của tôi có tiếng ở trong cái ngôi làng này đấy. Nếu như cái viên ngọc này thực sự bị nguyền, tại sao em gái tôi lại giữ một cái viên ngọc như thế trong người? Ai sai chuẩn chỉ. Ờ, thế tại sao anh lại nói cái viên ngọc này bị nguyền? À, sếp của tôi có khả năng biết trước sự việc. Anh ấy biết được rằng là bà Lưu định hại bà, cho nên mới bán cho bà ta viên ngọc này đấy. Cảm ơn Kyu Hentai. Chị ơi đừng có tin lời con mụ kia nó nói. Nếu như nó nói sự thật, tại sao thằng Dũng kia nó lại bảo từ đầu là nó không bán hay cho em? Ở trên là lúc đầu hình như là mình bảo mình không bán cho mụ này sao ấy, bỏ mẹ. Mình nên lôi ai vào chuyện này để dừng bà Triệu lại đây? Lôi thằng kia vào rồi. Lôi anh quý vào. À, chị ơi, nếu chị đến đây một mình thì tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho chị biết luôn. Nhưng mà đằng sau chị lại là đội trưởng An Quý. Đây là một cái tình huống khá là khó chịu. Ý anh là sao? Chị ơi, hãy nhìn kỹ vào viên ngọc của chị đi. Đó là một cái viên ngọc cổ mà chỉ có những cái sĩ quan trên level 4 thì mới được giữ. Không để có tức là ý muốn nói là viên ngọc này viên ngọc rất quý, chỉ có các cái vị tướng cấp cao mới có thôi. Ta thằng kia là phối hợp để giúp mình à? Tôi sống ở trong khu làng thì làm sao tôi biết được cái chuyện như vậy? Anh cầm lại đi. Có đợi gì nữa? Đi vậy. Đấy. Hóa thanh niên kia giúp mình à? Lần nào anh cũng lần nào cậu cũng muốn tớ giúp cậu là sao? Tớ cứ như cái bảo vệ của cậu ý. Lần sau đừng có lôi tớ ra làm lá chắn cho cậu đã đủ rồi. Cả hai đi vào dọn cửa hàng đấy. Nếu không cả hai không được ăn tối đâu. Ồ, thế là hóa ra là mình ở cùng nhà. Tức là mình với cả thanh niên quý này với cả em Linh ở cùng nhà. Thế chứ nào? Pháp à? Tìm tất cả điểm tròn và focus. Ok. Nhập trong nhà toàn sách cái vở kinh này. Cái gì đây? Để làm cho gì đây? À, ăn trộm bánh. Ủa, bánh ngon thế nhỉ? Cái bánh này là bánh gì anh em? Úi dồi. Anh đã dọn xong chưa? Nếu anh chưa dọn xong thì đừng có nghĩ chuyện được ăn. Ủa, khiếp. Gì mà làm gì mà kinh thế? Imoto đéo gì mà ác vậy? Cho anh ăn miếng. Bánh là bánh gì? Bánh nan á? Bánh bột mì à? Bánh nậm à? À, bánh bột mì thôi hả? Bánh bột mì thì tôi cũng ăn nhiều rồi. Từ từ bình tĩnh đã, từ từ vậy thì cái gì? Từ từ bình tĩnh. Từ từ quay lại đoạn là đã. Cái đéo gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì được bọc ở bên trong cái tấm vải đây? What? Mắt tìa nhanh lắm. Dũng này, cậu đọc nhiều loại sách và chẳng có loại sách nào hữu ích cả. Sao cậu không đọc những cái sách nó chuẩn chỉ? Tại sao tớ phải quan tâm đến mấy cái chuyện đấy cơ chứ? Cậu muốn coi như tớ đi thi à? Tức là ý thanh niên quý là muốn mình đọc những cái sách kiểu sách thánh hiền, sách học tập để mà thi thố, để mà đổi đời ra khỏi cái khu vực này. Nhưng mà thanh niên Dũng này bảo là tao không cần. Cần thôi, áo căng. Ây à, cái gì đấy? Tại sao nó lại không hoạt động? À, cái này là cái ở trên tay mình để bắn đấy đúng không? Sao nó không hoạt động khi lúc mà mình cần nó nhất? Cậu có sửa nó không? Chắc là không rồi. Ây à, cậu lấy cái của mình đi.
Béo gì đấy? Sẽ gầy à? Cái này nó không có ích gì với mình, nhưng mà với cậu, một cái kẻ không biết đánh đấm, không biết cách chạy nữa. Tớ đã tặng cậu thứ này vào sinh nhật lần thứ 20. Trên đấy là có cả tên của cậu. Như vậy nghĩa là đây là cái đồ này là xấu đối với tớ, điểm xấu rồi. Ôi dồi, cậu nói cái gì? Ai... Quay chỗ đó đi. Ôi hiểu mẹ hai thanh niên. Đội trưởng An Quý, đội trưởng Go Hua và à, anh Hua với cả anh Zen là muốn gặp anh Quý. Tại sao cậu muốn tớ đi theo cậu? Lần cuối cậu dẫn tớ đi, cuối cùng tớ dây vào một cái chuyện chẳng ra gì, xong cậu chỉ tặng tớ một cái bánh mì. Tớ không nói đùa đâu, chuyện này là rất là hệ trọng đấy. Nếu cậu gọi tớ là bố, ok vâng, tuyệt vời, thì tớ sẽ nghĩ lại. Em ơi, Linh ơi, cứu anh Linh ơi. Đừng quên về nhà ăn tối nha. Tớ đang đi đâu đây? What the hell? Không hiểu. Bạn với bè, mày gọi tao là bố thì tao đi cùng mày. Vâng, tuyệt vời. Tôi có thể tự đi được mà, tôi có chân mà. Này hai anh ơi, anh không mệt à? Hả? Quý ơi, nếu cậu cần tớ giúp thì cứ cho tớ biết là chúng ta đi đâu đã chứ. Ồ, cái ông lãnh đạo chỗ này chết rồi. Cái ông tướng chỉ huy cái khu vực này chết rồi. Chuyện này vẫn chưa được lộ ra bên ngoài. Thảm nào cậu bắt tớ phải đi theo cậu vội đến như thế. Thế khi mà ông ấy đã chết thì ai sẽ là vị tướng mới ở đây đây? Ai sẽ là người chỉ huy mới ở đây? Cậu nghĩ hơi nhiều đấy. Vẫn còn hai đội trưởng khác. Họ là tiền bối của tớ, có sức ảnh hưởng hơn. Hai người ở lại đây. Ok, chúng ta đi vào nhà của... cái này là mình là thám tử đây, chắc đến điều tra cái chết đấy. Mẹ, thế này mới là thám tử chứ. Là an mạng mẹ rồi. Kính quá nhỉ, quả tượng. La Hán à? À đây, anh Hùa với lại anh Zen đây. À, hai đội trưởng này. Như vậy là cả ba là đang tranh cái chức thừa kế cái ngôi vương của ông này. Sao chết vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Cậu muốn biết cái điều gì? Cứ như kiểu tôi đang mẹ xem phim thời thơ ấu, à, thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên nhỉ anh em nhỉ? Ngày xưa xem cái bộ thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên hay vãi. Cũng kiểu cổ trang ấy, cũng kiểu phim cổ trang ngày xưa, xong rồi là cũng phàn ấy. Không biết anh em có xem không? Tôi sẽ hỏi xem là cái xác được phát hiện như thế nào. Cái xác được phát hiện như thế nào? À, mỗi buổi sáng thì ông ấy đều uống một cái bát nước. Nhưng mà sáng ngày hôm đấy là không thấy, gọi không thấy, bọn ấy phá cửa vào. Thế đã chết ở bên trong. Ok. Trước khi ông này chết, hỏi xem là ông này làm gì trước khi chết. Có hoạt động gì không? Đêm ngày hôm qua thì ông ấy làm gì? Cậu có gặp ông ấy không? À, tức là sau khi bắt được một tên cướp, đội này bắt được một cái thằng cướp đang bị truy nã, thế là ăn mừng, ngồi uống rượu ăn mừng ông tướng này cùng với cả ba đội trưởng, ngồi nhậu với nhau, rồi sớm thôi cậu sẽ trở thành người thay thế tôi. À, Hùa, Giang, hai người cũng rất xứng đáng với công lao xây dựng ngôi làng này đến bây giờ. Cái con cóc này đã theo tôi rất nhiều năm, không bao giờ để mất nó. Như vậy là ông này đã có ý định truyền lại ngôi. Ông này có ý định truyền lại ngôi thằng Quý. Thì hai thằng kia chắc là ghen, hiểu không? Tôi đoán là hai thằng đội trưởng kia ghen. Tại sao thằng này trẻ hơn mình, tại sao thằng này sức ảnh hưởng kém hơn mình, mà thế nào được ông kia coi như là gửi gắm sau này là người thừa kế. Còn ai ở hiện trường nữa không? Thế hai người này là ai đấy? Có ba vị đội trưởng. Đây đều là tiền bối của tôi.
Anh Hu à, và anh Giang. Mấy thằng trẻ con ở đây mà không biết phép tắc gì cả. Tôi đã nghe hai ông rồi. Ông từ Lạc Dương tới đây, đương nhiên. À, lão này là có nguồn gốc quan. Lão Hu là có tổ tiên là quan, nhưng mà không hiểu vì lý do gì mà bị đuổi về khu này. Ủa? An Quý sao cậu lại dẫn thằng này vào đây làm gì? À, khi hai người nói rằng là hai người muốn điều tra chuyện này, tôi để cho hai người 2 ngày để điều tra. Bây giờ tôi nghĩ rằng là phải để cậu ấy tham gia vào chuyện này. Tôi tin là cậu ấy có thể giải được. À, cứ kệ chuyện này đi. Cứ để cậu ấy làm việc này đi. Hai thằng nó nháy nhau anh em ạ. Hai thằng nó nháy nhau. Ok, thế được rồi. Để xem là các người tìm được cái gì. Quý ơi, là tiền bối của cậu, tôi sẽ không gây khó dễ cho cậu đâu. À, nhưng mà cậu điều tra đã phải có kết quả chứ. Như cậu thấy đấy, ngoài tớ ra chẳng có ai quan tâm đến sự thật sau cái chết của ông ấy cả. Ý cậu là hai tên này cũng là kẻ tình nghi? Kể cả họ không phải là kẻ tình nghi chăng nữa, thì họ cũng sẽ định đổ tội này cho tớ. Yên tâm, chúng sẽ không thể nào thành công của tớ ở đây đâu. Bây giờ tớ cần thêm một chút thông tin. Tớ sẽ đi xung quanh điều tra hiện trường. Ờ, cái này Trần Văn Phượng à? Ừ, cái này Trần Văn Phượng à? Ừ. Tổ tiên anh Phượng à? Ủa? Đây, chúng ta bắt đầu nghiên cứu cái xác đây. Từ từ để tôi xem nào. Mặt có vẻ có màu tím và bị sưng. Da ở dưới cổ thì như bình thường. Mình có thể ngửi thấy có một cái mùi gì đó kỳ lạ ở xung quanh cơ thể. Bị ánh độc rồi anh em ạ. Bị ánh độc. Điều này là có thể là bị hạ độc rồi. Cơ thể không có vết thương nào đặc biệt. Kiểm tra mấy đồ xung quanh. À, cái này là cái con cóc đây đúng không? Con cóc ông này mang theo đây đúng không? Con cóc bằng đồng, nó được làm bằng thép. À, từ thời nhà Sở à? Từ thời nhà Sở. Từ đã sao thần Chu này là nhà Sở ở trong thời Ngũ Đại Thập Quốc thì phải. Rồi, đây là một con cóc cổ. Cái đồ vật cổ. Cảm ơn anh em An Phùng. Nếu mà anh em để ý là trong cái đoạn video ông này uống rượu đêm ngày hôm trước là ông này có mang theo con cóc này. Ông bảo là ông ấy không bao giờ rời con cóc này cả. Có một cái bát bị úp ở dưới sàn. Khi mà ông này chết có vẻ ông ấy đang uống rượu. Đang uống rượu thì chết. Cóc bằng đồng làm bằng thép. Tôi đéo hiểu cái lúc đấy nó viết cái kiểu gì. Nó bảo là không, con này là chắc cóc đồng rồi, chắc cóc đồng. Anh em thông cảm. Mẹ rửa bát quán phở, thỉnh thoảng học tiếng Anh một cách học lỏm mấy thằng Tây vào ăn thì chỉ thế thôi. Thông cảm. Cứ bắt đọn nhau. Cái đèn đã hết dầu, có vẻ nó được đốt cả đêm qua. Được rồi, ông này là bị đánh độc, đang uống rượu. Như vậy là ông này uống xong rượu rồi nhá. Như này anh em để ý này, ông này uống xong rượu rồi, bỏ về nhà, lại lôi rượu ra uống nữa. Hay là có lẽ nào là ông này về nhà lại gặp cái đứa nào đấy mò đến muốn gặp riêng. Thế là ông này mới lôi rượu ra uống chứ. Nhưng mà nếu như vậy phải có 2 cái bát chứ. Hay là ông này về lại uống tiếp. Vậy trong cái vò này có độc chăng? Từ đã. Ấn vào rồi không có gì anh em ạ. Ấn vào nó không có gì cả. Ấn cái vò rồi không có gì. Cảm ơn anh em Viên. Hai thanh niên đội trưởng đây. Anh Hùa, anh Giang đây. Họ chẳng quan tâm gì đến coi như là cái chết của sếp mình cả. Anh Giang và anh Hùa. Cái gì đây? Cửa đã bị kiểu phá từ bên ngoài ấy. Như vậy là ông này chết trong phòng kín ối vãi. Trần Văn Phượng mẹ thôi. Trần Văn Phượng rồi anh em ạ. Vâng. Tôi không hiểu là thế nào đêm qua tôi vừa mới chơi Trần Văn Phượng án mạng trong phòng kín, hôm nay lại án mạng trong phòng kín rồi. Trùng hợp vậy.
đúng là choan vang phang rồi anh em ạ. Ừ, xem có trồng chuối. Ừ, xem có cái lỗ trong này không, có thằng nào trồng chuối không cái này. Thôi, có gì đây không? Có gì rồi anh ạ, complet thôi. Trung độc rồi. Ông ấy đã bị đánh độc. Có kẻ nào đã muốn ông ấy phải chết. Nhưng mà căn phòng ấy được khóa từ bên trong. Bây giờ mình phải nghĩ về tất cả các khả năng về cách mà ông ấy chết. Cái gì đấy? Tại sao tự nhiên lại ngồi ngoài sa mạc làm gì vậy? Kết nối với cả độc. Đây, kết nối vào độc. Ok. À, như vậy chuyện xảy ra có thể là như thế này. Con cóc bằng đồng đã được đặt gần lửa. Sau khi và chính vì là có nguồn nhiệt cho nên là nó đã mở mở cái miệng của nó ra và đẩy ra bên ngoài một chất độc. Hibiscus là cái gì?
án phải như này. Chuẩn chỉ luôn. Không ai trong số các người là kẻ đã giết ông ấy cả. Kinh không? Như con an nhỉ. Thế tại sao ông lại chết? Dù ông ấy có uống say đến mức độ như nào chăng nữa thì cũng không thể có cái chuyện ông ấy tự hạ độc chính mình được. Đúng vậy. Nhưng mà ông ấy đã bị đánh độc. Đây là một cái loại độc đặc biệt từ thời nhà Sở. Loại độc này không có trong cốc rượu của ông Ý. Thế thì chắc là trong thức ăn rồi đúng không? Thôi được rồi, ở lúc nãy chỉ quan tâm thức ăn thôi. Bây giờ cả người ông ấy đã chuyển thành màu tím. Như vậy là ông đã trúng độc. Nghe đây. À đây, cóc đây. Độc là từ con cóc này mà ra. Đây chỉ là một con cóc bằng đồng thôi, có gì đặc biệt đâu. Đốt cho tớ ngọn nến lên đây. Đấy, đang nói là con cóc này là được lấy từ bên trong cái lăng mộ cổ. Và có một cái bẫy chết người ở bên trong. Và nó chỉ bị trigger khi mà đứng gần nguồn nhiệt. Ây xà. Kinh. Cậu làm cái gì vậy? Xem cơm kìa. Hèn nhát như vậy. Nọc độc này chỉ có thể sử dụng được một lần thôi. Bây giờ bên trong là không còn gì nữa đâu. Tôi tin là đêm ngày hôm đấy là ông này cảm thấy vẫn uống chưa đủ. Thế là ông ấy uống rượu tiếp sau khi về phòng. Ông ấy chơi với cả con cóc này. Thế chắc là nghịch ngợm linh tinh. Giơ bố nó lên trên lửa. Thế nó hám bông ra phụt bố mặt. Thế chết. Chết thằng thiên nhảm vậy. Vụ án nhảm vậy. Thu Xuân, Dũng. Tại sao chúng tôi phải tin cậu cơ chứ? Kể luôn là cả trang sách nào trong quyển sách gì. Nhưng mà tôi mất một quyển sách đấy rồi. Cảm ơn cậu đã giúp tớ. Bây giờ cứ về nhà đi. Bây giờ sự thật đã có rồi. Tớ vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Nhưng tớ làm với tớ bảo đi. Còn một việc nữa. Chuyện gì vậy? Bây giờ ông ấy chết rồi. Bây giờ cái con cóc này làm gì còn chủ nữa. Vật vô chủ, thấy không? Cho tớ đi. Tớ sẽ bán được rất nhiều tiền. Lính gác, đưa quay ra ngoài. Dấu hiểu làm thám tử không được trả công cái gì à? Phải cho con cóc chứ. Ừ. Lần sau không giúp nữa. Va vẩn. Cho người ta cái đấy chứ. Người của Wen Zhen đâu? Thật là kỳ lạ. Người của thằng Zhen sao không còn ở đây nữa? Đây là quân của thằng Hùa. Quân của anh Hùa có vũ khí. Là sao bọn này định chính biến à? Bọn này định đảo chính à? Đây như nào đấy? Tôi vẫn nghi là cái con cóc đấy là do một đứa nào đấy nó mẹ tuồn vào trong chỗ này. Không thể nào có tự nhiên ông kia lại con cóc được đúng không? Cảm ơn anh em Viên. Giống ông dẻo khi khều đô nết. Ôi giời, cái gì đấy? Cậu ấy đâu? Ai đang hỏi mình hay sao nhỉ? Tại sao cậu ấy vẫn chưa quay trở về? Ai đây? Sơ Mai à? Hai người nói về chuyện gì vậy? An Quý, anh ấy. Được rồi, bình tĩnh. Đừng có hồi hộp như vậy, bình tĩnh. Easy. Tôi sẽ giúp anh nói ra được không? Khổ. Có chuyện gì vậy? Có gì mà phải thở không ra hơi vậy? Có chuyện gì xảy ra? Hùa và Zhen đang kết hợp với nhau. À, định dồn. À, hai thằng kia định phuộc với nhau để coi như là xử lý anh Quý. Bây giờ ông tướng chết rồi. Bây giờ hai thằng đấy là nó đang cấu, bởi vì nó biết là Quý là rất có thể sẽ trở thành người kiểu thừa kế mà. Cho nên nó mang quân các thứ đến, nó định xử lý anh Quý. À, thế kế hoạch của Quý như thế nào? Bọn chúng có nhiều người hơn, có nhiều tiền hơn. Tôi không muốn đề cập cái chuyện này. Nhưng mà chắc anh Quý không thoát được rồi. Nhưng chúng ta là anh em của Quý, chúng ta chiến đấu đến chết. Cậu làm tôi sợ quá đấy.
Thế bây giờ cho tôi biết tôi phải làm gì. Quý muốn tôi làm cái gì bây giờ? Anh cứ gửi tôn đây để bảo vệ cậu. Đi vào đi. Tôi xử lý được. Được. Ít nhất thì cái thằng này nó cũng có tí ích lợi đấy. Vào ăn tối thôi. Thế sao vào ăn tối luôn à? Bạn bè đéo vậy. Ôi dồi, thịt kho tàu à? Bây giờ mà anh vẫn ăn được à? Thì anh còn làm được cái gì bây giờ nữa? Em muốn anh làm gì ra ngoài để bị chết à? Anh thông minh lắm cơ mà. Anh bán được cái viên ngọc đấy là bởi vì khả năng thương thuyết của anh. Trong khi thằng Chao Hùa với cả Zeng bây giờ có quân lực đông lắm, làm sao anh có thể xử lý bọn chúng bằng cái cách coi như là một mép của anh được? Nếu anh có thể làm chuyện đó thì... Đợi đã. Đúng rồi. Chỉ có thể có một vị tướng lãnh đạo này mà thôi. Như vậy có nghĩa chúng ta để chia rẽ được hai thằng đó với nhau. Chúng ta đến lục soát nhà bọn chúng để xem có bất cứ thứ gì có thể sử dụng để chia tách bọn chúng hay không. Chuyện này không phải đơn giản đâu. Đợi đã, anh người đi đâu đây? Bây giờ tôi là bạn của Quý, tôi đến để cứu anh ấy. Nhưng Quý nói rằng đấy nguy hiểm lắm, anh không đi được. Bây giờ tôi phải tìm một cái món đồ để chia rẽ hai thằng Hùa với cả thằng Giang. Chôn cái chúng sinh nhỉ? Em này có phải là diễn viên nổi tiếng nào của Trung Quốc không anh em? Tôi đéo xem phim Trung Quốc mấy nhưng tôi cũng đéo biết. Nhưng mà tôi thấy cái game này làm được này. Bây giờ tôi cứ dở ra mấy cái phim cổ trang của Trung Quốc, tôi toàn thấy mẹ đàn ông đàn an, tôi cứ nhìn thằng nào thấy trắng bạch giống như bạch tuyết ấy. Người thì ẻo lả, mặt đẹp, mắt mũi miệng, mắt mồm muốn tô son luôn. Nhưng mà cái game này nó không như thế. Tức là nam mà ra nam, mà nữ là ra nữ. Nhở? Cái này mẹ, nó làm tôi cảm thấy mẹ, chuẩn hơn. Chứ mẹ... Sinh thật anh ạ, vừa duyên vừa cu te à. Bây giờ mình đi theo đường cửa sổ. Gì đây? Ôi dồi, click liên tục kiểm soát lực đẩy cửa sổ. What the hell? Cái gì đây? Đẩy nghe thấy kinh không? Ghê kinh đấy chứ. Đấy, kiểm soát lực đó. Đấy, không được để quá lực. Rồi, nhẹ nhàng. Ăn riêng 10, thằng này mù rồi anh em ạ. Thằng này mù rồi. Nó đảm bảo với anh em là thằng mù. Nếu hiểu sao ở ngay đấy mà không tiếng gì. Mà con này nó góc quay đẹp thật. Nhà của Go Hua ở trên tầng trên, nhưng bên trên có lính gác. Nhà anh Hua có lính gác, mấy thằng đệ. Chúng ta sẽ đi ở dưới cầu. Con này nó quay đẹp thật. Nó kém gì mấy cái phim và điện ảnh luôn, tôi thề. Không kém gì mấy phim điện ảnh mà nó dựng cả cái phim trường như này. Không biết là tốn bao nhiêu tiền để làm ra con game ở đây không biết. Ai đấy? Mụ này là ai? Bà ta là ai? Theo những gì bà ta mặc thì bà ta là vợ của anh Hùa. À, vợ anh Hùa. Khiếp, vợ anh Hùa trông con bíp bíp. Ấy là này, anh có thấy không? Bà ta chỉ có mỗi một bên bông tai. Bà này sao đeo mỗi bên bông tai là sao? Bà ta ngủ rồi. Úi dồi ôi, ngáy vậy như Hunter luôn. Cái gì đây? Em gái men càng nhìn càng mê. Ừ nhở, trông... Ôi trông vén váy trông kìa. Cú tè. Khi mà hết ngáy thì click và giữ chuột. À rồi ok. Bộ này hết ngáy là mình sẽ click và giữ chuột. Thế ngày chưa? Rồi, giữ.
Ai, đi tiếp. Ai, kinh đấy chứ. Ôi, thôi chết tôi rồi, thật bỏ chuột ra. Các người lái. Từ anh ơi, bạn đi nhầm, bạn đi nhầm. Thả chuột nhầm. Chém bọn chúng ra cho cạn. Đấy rồi. Ôi đẹp. Ôi ôi. Hai cái xác. Ôi dồi, Linh xinh đẹp. Yếu hiểu, nó chém không tha luôn ạ. Nó không biết thương hoa tiếc ngọc à. Mày chém tao cũng được thôi, nhưng mày đừng có chém em ấy như thế được không? Mày ném em ấy xuống không thương hoa tiếc ngọc gì, khổ tôi không. Đấy, lại thật phí hoài công của. Chém thì thôi, thì cho em đi, chị làm gì mà căng. Thời xưa chuẩn nó khác á. Có cứt ngày xưa nhìn lại sinh bỏ bố ra. Ấm Dũng nhớ tôi. Lần này cẩn thận nhá. Rồi, lên đi. Thực ra tôi content thôi anh em ạ. Content rồi. Chứ còn tôi làm gì có chuyện có sai lầm được cái bước như thế. Content thôi. Yes, nhẹ nhàng. Rồi, lên rồi. Cảm ơn anh em bíp bíp. Rồi, em ở đây trông chừng xem bà có dậy không. Anh để anh vào. Em này như có cái nốt ruồi ở trên lông mày trông duyên nhở. Không biết là nốt ruồi thật hay nốt ruồi giả. Ok, tao bắt đầu tìm kiếm ở trong phòng của lão này. Có Minh Trí. Hôm nay sinh nhật em. Ô, chúc mừng sinh nhật Minh Trí nhá. Chúc mừng sinh nhật Minh Trí. Một cái phong bì eo sốt. Anh Hùa có liên lạc với cả eo sốt. Eo sốt là cái gì? Eo sốt là ai anh em ơi? Eo sốt là cái gì? Đây là eo SOS à? Cảm ơn Dian Maru. Em này tên là Liệu Tuệ Giai à? Mẹ. A sút á. Ô cảm ơn bíp bíp. Anh kêu em bíp bíp nhá. Hai ngày hôm nay anh em bíp bíp toàn vào tặng toàn nghìn kim cương sợ thật. Cảm ơn anh em bíp bíp nhiều nhá. Chả biết eo sút là cái gì. Tôi chịu. Không thể tin được rằng Hùa lại định lại muốn quay trở về Lạc Dương một ngày nào đấy cùng với vợ. Quả là một suy nghĩ ngây thơ. Nhưng nhất thì anh ta cũng khá là yêu vợ. Từ từ đã. Nếu như bình thường thì không sao anh em ạ. Tự nhiên con game này lại cho chúng ta một cái dữ liệu thằng rất yêu vợ. Mà em vợ vừa đi đâu về mà còn để quên cả cái bông tai. Hay là có chuyện NTR ở đây? Có lẽ nào là vợ anh Hùa mẹ NTR với cả mẹ thằng Giang? Quên mẹ bông tai ở nhà thằng Giang? Đây chắc chắn là cách để chia rẽ còn gì nữa. Mình cần phải chia rẽ hai đứa với nhau còn gì nữa. Nhau. Nợ tiền nhau. Mọi chuyện sao rồi? Anh đã có một số những cái manh mối rất là hữu ích rồi. Chúng ta quay trở về chỗ của thằng lão Giang đi. À đây, nhà lão Giang đây. Thế nào đây, tôi tìm được bông tai anh em ạ. Thế nào tôi tìm một bên bông tai, tôi thề với anh em luôn. Sao nhà này kinh vậy? Động mà.
Không ngờ lão ta lại sống ở trong cái nơi như thế này. Cái đường này dẫn đến phòng ngủ của Giang. Đấy, biết ngay mà. Vào phòng ngủ thế nào cũng tìm được cái bông tai. Cái gì đây? Nam, nữ. Thế là sao? Để anh vào xem thử. Ấy. Ôi dồi, ôi dồi. Anh của em đá đít anh không? Ôi dồi. Ông Giang xây dựng nơi này chắc chắn là có rất nhiều bẫy. Nguy hiểm, anh muốn chết à? Ủa, trông xinh nhỉ? Kiếp trông em thì giận cũng xinh. Giận cũng xinh, buồn cũng xinh, mà vui cũng xinh. Cái gì đấy? Một con lợn. Cảm ơn anh em bíp bíp nhá. Một con lợn. Sợ có con lợn đây. Chuột, hổ. À, đây là 12 con giáp. Được, anh hiểu rồi. 12 con giáp và trùng hợp với cả cái giờ ở trong ngày. Xong lại còn được chia thành âm với dương. Giờ chúng ta đi đường nào đây? Từ từ đã. Bây giờ là mấy giờ? Khoảng 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Dương, dương, dương. Jin, jin, jin là dương, dương, dương. Ok, như vậy là đầu tiên chúng ta phải đi vào bên mail trước, dương trước. Thằng này không giống tôi anh em ạ. Đứng trước nhà vệ sinh nam với nhà vệ sinh nữ là anh em biết tôi chọn cái gì rồi đấy. Ôi dồi ôi. Cái gì đây? Ở đây là âm à? Tôi chết đi nhầm cửa à? Tôi chết rồi. Ở đây là âm à? Tôi chết rồi. Ơ. Ôi dồi ôi. Tôi xong tôi rồi. Chạy thêm ơi. Ôi, ôi, xuyên qua người luôn kìa. Mẹ, tôi đang chơi. Tôi chơi rồng đen à? Cái này làm tôi nhớ lại rồng đen anh em ạ. Ôi, vãi chuồng. Nhìn em Linh bị nó xóc qua người thì kia cũng kinh không kìa. Rồng đen rồi. Còn ten thôi. Còn ten thôi. À, âm à? À, âm, ok, âm. À đấy, này đúng là tôi chứ nhỉ anh em nhỉ. Đúng là Dũng thì còn gì. Fatality ư. Mấy quan si. Xem Fatality cũng là một trong những cái thú vui của cuộc đời đúng không anh em? Cái gì kìa? Nhà thằng cha này nó xây hệ thống kinh vậy. Đây là phase 2. Một hình tam giác cả một cái gì giống nước ấy. À, sông thì là âm. Còn núi là dương. Ờ, à, cũng đúng nhỉ. Sông quê rõ ràng là âm rồi. Còn ngọn núi là dương. Ờ, à, lần trước nó vừa mới ghi là âm đúng không? Lần này lại phải âm tiếp. Âm. Âm là sông. Núi này chỉ có mỗi một núi thôi, chứ có hai núi đâu mà anh bảo núi đôi vả phần. À, phase 3 đây. Đây là mặt trời, mặt trăng. Ờ, thế mặt trăng là âm. Mặt trời là dương, thì quá dễ làm gì. Con cà ve. Anh em có vừa thấy thằng này nó vừa bảo là con cà ve là âm không? Cà ve là âm mà đúng quá. Rồi. Đạo âm. Ủa khiếp. Kinh không? Phòng anh kia trông kinh nhở. Cứ như là một thế giới khác vậy.
còn đẹp hơn cả nhà ông tướng chỉ huy nơi này nữa cơ. Chúng thử lên xem sao. Thằng này giàu anh em ạ. Thằng này là buôn bán đồ, chắc là buôn bán đồ lậu mà. Cho nên là nó ấy... Úi dồi ôi, hoa quả. Cái gì vậy? Ôi, ăn như lợn vậy. Bình tĩnh anh ơi. Em biết không, Giang có rất nhiều vợ. Ô, anh ước gì anh là một trong số họ để được ăn hoa quả hàng ngày. Thôi, quên mấy cái thứ này đi. Hãy tìm manh mối để cứu quý đi. Được. À, hóa ra là anh Giang là có nhiều vợ. Yêu yêu cái thằng này muốn sẽ gầy của tao thôi. Vâng, đây rồi anh em ơi. Đây rồi. Anh em nghĩ thế nào về trình độ suy đoán của tôi? Ui dồi ôi mẹ. Thế nào? Bông tai đây ngay. Mọi chuyện trở nên thú vị rồi đây. Kinh mà. Anh biết mà, Hùa đã mua rất nhiều thứ đồ và dầu nó ở đây. Xong rồi nói rằng là bị cướp, bị bọn cướp nó cướp mất. Tức là quyển sổ làm ăn của quyển sổ làm ăn như vậy là như này nhá. Như vậy là thằng Giang này từng nói dối thằng Hùa là bị đồ bị mua về bị cướp mất, nhưng thực ra là mang về đây nó tích trữ. Thứ hai nó lại còn NTR vợ của anh Hùa luôn, khổ thân anh Hùa. Anh em có nhớ anh Hùa là anh trông lực điền không? Anh trông lực điền mà đi bảo sao mẹ. Bị thằng kia nó lừa khổ. Được mỗi cơ bắp thôi chắc là ngu. Giang có vẻ biết lấy lòng các quý cô bằng cách tặng những cái hộp phấn đẹp như thế này, làm gì có cô gái nào có thể chống cự được. Xong vào giường xem mà tình hình còn cái gì không. Cuộc truy hoan vừa diễn ra để vào giường xem có gì không, lại không xem được mới đau chứ. Cái gì đấy? Được tặng bởi bộ công à? Industry Ministry ngày xưa có phải là bộ công anh em? Thằng Giang này là còn chữ được cái món đồ được tặng bởi thượng thư bộ công à? Công bộ đúng không? Ngày xưa là có bộ công này, bộ lại này, bộ lễ này, bộ hộ này, bộ hình này. Bộ gì nữa nhở? Bộ lại là bộ chuyên về hành chính. Bộ công là chuyên về xây dựng công nghiệp đúng không? Bộ hộ. Bộ hình. Bộ hình là xử án, quan tòa đấy. Được rồi. Mở bộ binh nữa đúng không? Cả bộ binh nữa. Còn một thứ nữa là sao? Úi dồi ôi. Không dễ dàng để vào đây đâu. Khổ. Nhanh lên. Một cái đầu dẫn quân đến rồi. Thằng Hùa với cả thằng Giang dẫn quân đi rồi. Nó dẫn quân đến định nó định xử anh quý rồi. Anh là chồng kình xoái ca nhỉ? Khiếp. Khổ anh Hùa. Ai ngờ đâu anh Hùa vẫn còn đang trên này vợ ở nhà, nó còn đang bút cho thằng khác. Kình đấy chứ. Anh quý. Chúng ta đều phục vụ dưới trướng của coi như là vị tướng chỉ huy nơi này. Cho nên nếu bây giờ mà anh chịu hạ vũ khí xuống thì tôi sẽ tha mạng cho người của anh. Chúng ta đều phục vụ cho một người, không cần phải tỏ ra như vậy. Đây là khu vực không có luật pháp gì cả, là nơi mà luật của nhà vua không thể nào tới được. Ở đây sức mạnh là tất cả.
Hai người đã có rất nhiều danh tiếng ở khu vực này, không lẽ hai người muốn vứt bỏ danh tiếng của mình làm mấy cái chuyện như thế này hay sao? Nói đủ rồi quý. Cậu vẫn thường xuyên nói rằng cậu muốn thay đổi cái số mệnh của những người sống ở trong cái làng này. Thế ngày hôm nay cậu để cái sự cậu muốn để tất cả người cậu phải chết chỉ vì cái sự ích kỷ của cậu hay sao? Đây rồi, mình đến nơi rồi. Đây có phải là cái thằng mà quý nó mang đến điều tra vụ án hay không? Đúng rồi đấy. Chắc bây giờ mình mới lôi mấy cái kia ra anh em hiểu không? Bình tĩnh đi, tôi đến đây để giúp cậu. Hai vị, tôi vừa mới đến thăm nhà của hai vị và có nhiều chuyện vui lắm. Tôi mới tìm được mấy cái chuyện hay lắm. Ai sao ơi. Úi dồi, cẩn thận cái lưỡi của mày đấy. Úi dồi, thế cho ta xem nào. Chuyện gì? Đây ạ. Đây rồi, sự liên kết của bọn chúng. Và mình phải làm sao để chia rẽ bọn chúng với nhau. Đương nhiên như con gì nữa. Earring đâu? I need a earring. Đấy rồi. Này, ông có nhận ra cái này không? Thảm nào gần đây con mụ đấy. Ôi thôi, hóa ra là mày. Mày tính tự với bộ đấy à? Không phải là tôi. Ơ kìa. What? What? Chuyện đó mới xảy ra vậy? What? Thế đéo nào? Không phải à? Cái này phải bình tĩnh nha bạn, bình tĩnh. Ừ. Thế không phải à? Thế NTR thì không đéo gì nữa. À, đầu tiên mình phải đưa quyển sổ ra trước. Đúng rồi, có cái quyển sổ mà thằng kia nó giấu mấy món đồ ở dinh thự của nó không mang ra ấy. Đúng không? Mà nói dối lấy tiền của thằng kia nhưng mà nó không giao đồ, nó giả vờ đồ bị cướp mất. Ừ, có khi phải thế thật. Thế đau tôi. Hình như là cái quyển sổ này. Cái quyển sổ là của ông đúng không? Đấy, quyển sổ này cho thấy là thằng này chuyên môn mẹ giữ đồ ở nhà mà. Anh Giang, anh có nhận ra cái nội dung của cái quyển sổ này không? Hai người đã từng có cái mối giao ước với nhau. Tại sao ông ta lại cần phải xem cuốn sổ của tôi? Hai người đều là bạn thân mà, có gì phải giấu nhau đâu. Cho tôi xem. Không cần. Đưa đây. Rồi, tôi cho ông xem sau. Như vậy là... Như thế là nãy giờ tôi nhầm mấy sao nhỉ anh em nhỉ? Từ từ. Để yên tao chọn lại kia đã. Bình tĩnh cho em chọn lại rồi. Trôi thời gian nhanh thế. Để tu tu. Ôi dồi ôi. Từ từ người ta còn suy luận đã chứ. Đéo mẹ. Như vậy là chúng ta nắm thóp được thằng... Chúng ta nắm thóp được cái thằng... Bây giờ là anh... Bây giờ tôi đang không hiểu rõ là anh nào là anh Hùa, anh nào là anh Giang nhỉ anh em nhỉ? Anh Giang là cái anh cơ bắp chứ đúng không? Nãy giờ như tôi nhầm mẹ là anh Hùa là anh cơ bắp. Như vậy là anh Giang là anh cơ bắp. Còn anh Hùa là anh buôn bán đúng không? Đúng. Nhầm. À, Hùa là cơ bắp à? Thế nào? Đấy, ai để lại cái này trong phòng của ông bên này? Để tôi xem ạ. Đấy, thì một cái sợ. Thì hóa ra là vợ. Không phải là vợ của anh, của anh này, là vợ anh này. Đấy, hiểu đấy, giờ mình vẫn nhầm hai thằng với nhau ạ. Như vậy là hai thằng này đều có điểm yếu cả, đều muốn che giấu người kia cả. Ấy, cười. Ấy. Ơ kìa. Cười kìa. Ơ kìa.
hai vị đội trưởng, chúng ta không cần phải coi như là sử dụng vũ lực ở đây nữa đúng không? Chúng ta có thể vừa với nhau được không? Ngồi lại với nhau đi, bàn chuyện này một cách nhẹ nhàng được không? Được. Các anh em điểu ca. Rồi, mời vào. Rồi, hạ vũ khí xuống. Cảm ơn anh cái lực điền như kia. Ừ, nhà thảo sao. Cậu nợ tớ lần này đấy quý ạ. Bây giờ ai là bố cậu đây? Who is your daddy? Nhuệ nhoàng. Thế là lại coi như là ngồi nhậu với nhau rồi anh em ạ. Khổ. Một thằng thì lấy tiền của thằng kia xong rồi mua đồ xong giả vờ bị trộm và cướp mất, xong rồi chữ ở trong nhà. Một thằng thì ngoại tình với vợ thằng kia. Vâng, bạn thân thế. Ba người mất cả một buổi tối. Kinh không? Để bàn về cái tình thế hiện tại. Gì vậy? Ôi chồng kìa. Cả đêm bàn chuyện luôn ạ. Chúng tôi đợi cả đêm chỉ được nghe được rằng chúng tôi đi đến quyết định sau cùng. Ai tìm được cái món đồ bí mật của ông tướng trước đây thì sẽ được làm chỉ huy đời tiếp theo. Như vậy là ông chỉ huy kia ấy, ông tướng chỉ huy kia đó, ông có một cái món đồ đặc biệt. Nhưng mà ông cất giấu ở đâu đấy? Bây giờ là ai tìm được món đồ đấy thì sẽ có thể thừa kế cái ngai vàng. Bây giờ thằng Quý lại nhờ mình là giúp nó tìm cái món đồ đấy. Ấn à? Ấn xoái à? Ấn xoái. Ồ, sao thằng này còn biết cả một cái căn phòng bí mật trong nhà ông? Ông tướng kia luôn mới kinh chứ. Sao cậu không nói với tôi trước? Thế tôi không phải mất nhiều thời gian đến như vậy. Có vẻ như ai cũng có bí mật nhỉ. Chỉ có cậu mới nghĩ như vậy thôi. Rồi cậu sẽ hiểu sớm thôi. Vào đi. Tí có chơi game không anh báo Huỳnh? Huỳnh ơi, anh đang chơi game em nhá. Anh rất buồn Huỳnh nhá. Anh rất buồn. Đây là một căn phòng nhỏ, nhưng cái toilet. Không biết có thứ đồ gì quý ở đây không? Sao cái ông chỉ huy này ông lại quan tâm đến cái việc là nguồn nước với cả các thứ thì phải? Ông ấy quan tâm đến cái nguồn nước, với cả ông ấy đọc cái quyển sách có về cái nghề làm nông ấy. Không hiểu là vì sao. Cậu có sáng kiến gì không? Bản đồ trước. Những cái điểm đánh dấu bởi ông chỉ huy này là sao? Ở khu vực này rất khó để tìm được nước uống sạch, cho nên là ông đã dành cả đời mình để tìm cái nguồn nước tốt cho nơi này. Nhưng mà rất tiếc là vẫn chưa tìm ra được. Sau đó ông này tự xây dựng một cái nguồn, tự xây dựng một cái kênh. Xong rồi cần phải có tiền. Ông tướng chỉ huy này tự bỏ tiền túi ra để có ý định xây dựng cái kênh dẫn nước sạch từ bên ngoài vào bên trong cái làng này. Tốt phết đấy chứ nhở? Ông ấy tốt phết, tự bỏ tiền túi ra luôn. Một cái hình con cá ở Lạc Dương. Ông này ngày xưa từng ở Lạc Dương, có một cái người bạn từng cho vay nặng lãi. Nhưng mà vì một cái sự việc không hay xảy ra nên cả hai đã bị đuổi đến cái ngôi làng này. Kiểu đi đầy đến cái ngôi làng này ấy. Thế là hai người bạn mỗi người chia nhau một con cá.
他都窥探白首，避而不谈。Có một người bạn cho vay nặng lãi, xong rồi ngày xưa cả hai đều ở Lạc Dương, xong rồi vì một cái sự việc nào đấy gây trọng tội, giống như kiểu Thiên Bồng Nguyên Soái ngày xưa ấy, muốn bóp véo hàng Nga, thế là bị đuổi xuống. Ông này là cũng bị đuổi về làng này cùng cả lão bạn làm mỗi người lão bạn làm cho vay nặng lãi, mỗi người cầm con cá. Chỗ này có phải có gì manh mối không? 应该不会。大帅看这些书，是因为他曾经只是武官，根本不懂水利。大帅年事已高，这个岁数还在学习，确实是难为他了。Ông này còn học cả những cái tài liệu về làm nông với lại về nước nùng các thứ, là cũng muốn để cải tạo lại cái ngôi làng này thôi, để kiểu người dân có cuộc sống đỡ khổ sở hơn, khổ chuột đỡ khổ sở hơn. Gì đây? 你要干嘛？Cậu làm gì vậy? Cái giá sách này đã được dựng lại. Bên trong có một thứ đồ gì đấy. Cái gì đây? Đờ mờ đọc comment đi, thiếu manh mối rồi. Sao thiếu manh mối gì? Chiêu diện thủy quỹ的 钱没有办法来自朝廷。thiếu manh mối gì? 大帅不愿搜刮百姓，只能自掏腰包。啊，大帅不会把帅印也给当了吧？都问当机吗？thiếu manh mối là sao? 并非没有可能。这没逻辑。这家当铺的老板我知道，那可不是擅长啊。看来啊，bây giờ mình phải đến chỗ. 又是一场恶仗。Mình phải đến chỗ ông cho vay lãi à? Cho vay nặng lãi à? Anh để ý góc trên tay bên phải. Là sao? Thiếu một manh mối phụ ở góc phải. À, thiếu à? Thế sao nó vẫn tiếp? Tưởng là phải. Chắc là bonus hay cái gì đấy. Có ai ở đây không? Tôi là An Quý, đội trưởng. Tôi muốn gặp ông nói chuyện. Ông này là bạn cũ của ông đội trưởng, à của ông tướng chỉ huy đây. Chắc là có thể ông này đang giữ cái ấn soái à. Bạn cũ chắc là gửi nhau cái ấn soái đúng không? Hay là vay tiền? Chơi thì gà, người ta chỉ không thèm đọc. Sorry anh em. Ở đây. Ông tướng có đưa cho ông cái ấn soái không? Không. Các người đi đi. Thế thì bọn tôi muốn ông trả lại cho bọn tôi mấy món đồ ở trong danh sách này. Đây là đồ. À đây là mang. Như vậy là ông tướng chỉ huy từng mang đồ đến đây để cầm đồ ấy, để vay tiền. Chắc là vay tiền để cải tạo nguồn nước, để xây kênh. Đây là tất cả rồi. Đây đều là mấy cái cổ vật cả. Cái này là để nến này. Cái này là cái giá để nến này. Phổ thông gia dụng là xiang lú. Cái này là hương. Một cái lọ đốt hương. Cái này là cái hộp chứa kim cương. Cái này là một cái lọ làm bằng ngọc. Được làm ở phía Nam Lạc Dương nhưng mà chỉ giá đáng giá có 20 đồng. Còn đây là một cái gì đấy? Một cái cốc chỉ dành những vị tướng rank 6 trở lên. Có giá 400 đồng. Đấy, giả. Chúng ta có tổng cộng là 5 món đồ. Chữ bên góc phải là manh mối hiện lên hết là đủ, không thì sẽ là bad end. À tức là mấy cái này nó hiện lên, nếu mà không đủ nó sẽ là bad end gì. Ôi dồi, game này chắc đeo tựa chơi hết mà anh ấy phải lo bad end. Để tôi xem nào. Cái lọ này giá 600. Từ từ đã. Cái lọ ngọc kia lúc nãy là mình xem nó chỉ đáng giá có 20 mà. Thế đéo nào cuối cùng cái lọ kia lại giá 600 là thế đéo được nhỉ?
Từ từ đã, cái lọ này nãy tôi vừa mới khảo giá nó chỉ 20 thôi mà. Cái hàn sâu miên vấn xoáng ẩn thuê yu ping, ý khăn chứ là cái yên pin. Lọ này là lọ kiểu đồ giả ấy, đồ vớ vẩn. Chỉ 20. Đúng không? Đồ mà chỉ có giá chỉ có 20 mà sao lại chi ra 600? Chắc là có vấn đề rồi. Chắc có vấn đề rồi. Ông ta nói dối. Làm sao mình có thể vạch trần lời nói dối đấy? Đây. Này ông ơi. Ở trong cái hóa đơn này nó nói rằng là ông đã cho ông tướng kia vay 600 đồng chỉ vì cái lọ này mà nó chỉ đáng giá có 20. Người như ông chắc chắn phải biết giá của từng món đồ. Làm sao có chuyện ông cho vay đến 600 đồng chỉ vì cái thứ đồ chỉ đáng giá 20 được? Không thể nào như vậy được. Theo suy đoán của tôi, ông đã muốn cho ông kia hẳn 600 đồng luôn. Vẫn chưa đủ anh em ạ, vẫn chưa đủ lý luận để khiến lão này lão phải đưa ra cái ấn. Làm hại ngôi làng, làm hại cửa hàng. Chắc liên quan ngôi làng đấy. Ba vị đội trưởng ở đây đã xác định rằng là ai mà lấy được cái ấn xoái thì sẽ trở thành tướng mới. Nhưng có một người nào đấy lại che giấu cái ấn xoái đó, không chịu đưa nó ra. Nếu một ngày mà máu đổ ở nơi này thì cái người mà che giấu cái ấn xoái đấy chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Úi dồi, khiếp, tay run thế. Phe Hu Sơn à? Vẫn phải tìm thêm một cái manh mối nào đấy để khiến nó nói ra. À đấy là Parkinson à? Ở đấy tôi nhầm đấy. May có anh em nhắc. Ừ, sao mình lại nhầm thành Phe Hu Sơn nhở? Ừ, Parkinson, đúng rồi. Thường là những cái người mà tay run ấy thì người ta gọi là Parkinson. Ừ, thế nào tôi nhầm thành Phe Hu Sơn nhở? Sorry anh em nhá. Nhiều khi tôi có hay nhầm ấy. Sorry anh em nhá. Vừa có chuyện lớn xảy ra ngày hôm qua, chính là cậu ấy đây. Người đã coi như là mình muốn nói với ông này là thanh niên quý này xứng đáng là người thừa kế. Anh hiểu không? Xứng đáng là người thừa kế. Đúng rồi, tại sao ông có thể đồng ý với một cái ấn xoáy? Có phải ông muốn cho 600 đồng để có thể xây được cái kênh đào không? Ông đừng có giả vờ nữa. Là mình rồi, hôm nay đến đường, gần đến đường của... Ui, cái gì vậy? Hai con chuột kia, ta không muốn nói chuyện với các ngươi. Ra khỏi đây. À, như vậy là ông kia phải mang cả cái ấn đến đây. Đây, có con cá đây. Đúng rồi, ông này là bạn cũ con cá. Ông chính là người bạn với cả vị tướng chỉ huy từng ở Lạc Dương, đúng không? Cái con cá ở thắt lưng của ông cũng giống như của ông ấy. Nói thật với ông, ông ấy đã từng nói với tôi. Ông nói gì về ta? Ông ấy nói rằng ông không muốn làm việc với ông ấy nữa. Đó là điều ông ấy cảm thấy đáng tiếc nhất. Khi mà ông ấy say rượu, ông ấy nói với tôi rằng thứ mà ông ấy nuối tiếc nhất chính là đã khiến ông dây vào cái câu chuyện đó, khiến cho cả hai người bị đẩy đến cái ngôi làng này. Như vậy là ông tướng là mang ấn xoái đến đây để cầm mẹ cái ấn xoái luôn, lấy 600 tiền để mà xây cái kênh để giúp đỡ cho mọi người, tốt thế. Cảm ơn anh em Viên. Nhân văn. Không tồi đâu quý. Mọi người cứ nghĩ là cậu không biết ăn nói, nhưng có vẻ cậu cũng ăn nói cũng giỏi đấy. Tớ chỉ nói sự thật mà thôi. Thế hả?
ấn xoái đây hả? Ừ. Tôi lấy được nó tớ mới như thế này đây. Cảm ơn ông. Bây giờ nó thuộc về hai người, tùy thuộc vào hai người đấy. Ok, em ta lấy ấn ở trong này ra. Gì đây? Hoa văn này, sao mình thấy nó quen như vậy? À, nó có liên quan đến con cá. Có liên quan đến cái hoa văn ở trên con cá chăng? Tớ biết cách để mở nó ra rồi. Ghép hai con này lại đúng không? Đó, chúng ta ra một cái hoa văn. Xong giờ tôi phải làm cái hoa văn giống y hệt như là hoa văn kia thì mới được. Khó vậy. Ơ, mà sao tôi thấy nó giống nhau mà? Ở đâu có giống nhau đéo đâu. Từ từ đã. Cái hoa mẹ cả mắt rồi, không nhìn ra cái gì nữa rồi. Hoa bố bạ không. Từ. Đây. Đây đúng nhở, góc này đúng chưa? Không, góc này. Đúng anh em. Đúng chưa? Đau hết cả mắt chứ không nhìn ra cái gì. Đúng chứ nhỉ? Đây, đúng rồi. Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Không nhìn ra cái gì cả, mù rồi. À, từ từ. Đây đúng không? Đúng chưa? Đây, đọc rồi. Khổ thân tôi. Sao mình nhìn giống thế rồi mà vẫn không đúng nhỉ? Từ lại. Đây đúng không? Dọc cái này lên. Đúng nhỉ, đúng chứ nhỉ anh em nhỉ? Mày đau hết cả mắt chứ mình sợ cái đéo gì. Này đúng chưa? Từ ngoài vào à? Ờ, từ ngoài vào. Đây. Ok, cái này chắc chắn đúng rồi này. Đúng rồi, nó sai ở cái này này. Nó sai ở cái thứ hai này thì phải. Không. Không phải, từ từ đã. Đúng chưa anh em ơi? Anh em xem giúp tôi cái tầm này, mắt tôi già rồi, nhìn đâu hết cả mắt. Sao nhìn ra cái gì? Vẫn không phải, sai. Vẫn không phải, mà cái này nó phải lên trên nữa cơ. Ừ, cái này phải lên trên nữa cơ. Vẫn sai. Ơi, như vừa đúng xong hay sao nhỉ? Vừa mới đúng xong mà đúng không? Thế tôi vừa mới đúng xong hay sao nhỉ? Sai lần nữa. Cái này. Mẹ đúng chưa nhỉ? Ừ, xong bây giờ nó kém bên ngoài. Đúng chưa? Đúng chưa anh em? Này đúng chưa? Tôi nhìn giống lắm rồi đấy. Sai à? Ờ, sai. Đúng rồi. Vẫn sai. Ừ. Quá rồi.
giải sáng mai đều xong. Cái này quá rồi. Này nó. Này nó tầm này. Vòng 2 và 3 có hình. Ông không để ý cái hình thoi. Ờ đúng rồi, nó phải có một cái hình thoi ở kia. Tôi nhìn ra rồi, nó phải có một cái hình thoi. Nó phải có một cái hình thoi thật. Mẹ. Đây. Đúng chưa? Vẫn chưa đúng. Đây mà mình mới đúng được hai cái ở ngoài thôi này. Ở đây tôi mới đúng được. Tôi mới đúng được hai cái ở ngoài. Bây giờ bắt đầu ba cái. Ba cái bây giờ là xoay cái này à? Vòng 2 và 3. Đúng chưa? Đúng hết chưa? Thật. Tôi thấy có đúng hết đéo đâu. Chưa đúng hết. Đúng nó sao được? Ngoài đúng hết rồi á? Đúng hết chưa? Bây giờ còn cái vòng 1 thôi đúng không? Nhưng mà tôi... Đây nhá, còn cái vòng 1 thôi đúng không? Ừ, tại vì tôi thấy vòng 1 này. Đây. Đúng chưa? Chuẩn chưa? Hả? Ý, thay QI game chuẩn luôn. Tí nó lại ra độc. À đây, ấn xoài. Ơ thế mà thế này thì mình làm này, thằng bạn mình lên về... Lên làm tướng à? Thế mình có được làm cái gì không? Bạn làm tướng thì phải cho mình được cái chức bật mã ôm cái chứ. Nếu cậu muốn coi như là cảm ơn tớ, gọi tớ là bố đi. Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ chết cục ở đây. Nhưng à mà không có gì thay đổi trong ngôi làng này. Nhưng cuối cùng thì cũng đã có một cái mầm non mới nở. Cậu sẽ lãnh đạo cái ngôi làng này rất tốt. Cháu sẽ cố hết sức ạ. Sẽ không làm cho bác phải thất vọng đâu ạ. Dạ. Game gì đây anh ơi? Như phim game anh em. Unreal Engine 10 nhá. Anh Dũng. Ôi dồi ôi. Lại bán ngọc đấy. Cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Ôi dồi ôi. Quay trở lên nếu bà muốn thêm mua thêm gì nhá. Ê xài. Ôi dồi cái shop gì kia. Bị nó đập vỡ mất cái biển. Thế là bây giờ phải làm biển bằng cái... Thế thằng bạn bây giờ mình, thằng bạn làm tướng rồi mình không được cái gì à? Đừng bảo em Linh bây giờ đến sống sống cùng thằng đấy nhá. Rất buồn. TDG shop à? Cái gì đấy? À, bắt đầu là xây dựng, củng cố thêm ngôi làng rồi đấy. Kinh đấy chứ. Thằng bạn mình bây giờ là lãnh đạo tốt mà. Bắt đầu là xây nhà, xây nhiếc. À, bắt đầu có gạo. Theo yêu cầu của quý thì bắt đầu là gạo được bán cho người dân với giá rất rẻ. Có vẻ như quý đã lãnh đạo rất tốt, cho nên mọi người rất yêu quý cậu ấy. Lấy gạo luôn. Làm bạn với cả quý chắc chắn là cái quyết định tốt nhất của mình từ xưa đến giờ. Ai là? Mọi người ở dưới không ngừng nói là cậu tốt đến như thế nào, làm tớ đau đầu quá. À, trông cậu ăn mặc có vẻ khác xưa ấy nhỉ. Trông quần áo của cậu. Ấy da. Kỳ ạ. Sao trông mình vẫn chẳng khác gì ngày xưa vậy. Tất cả là nhờ của cậu đây Dũng ạ. À.
你就嘴上说的好听，cậu ăn nói giỏi đấy. Tớ chu ni zhe me duo hui, tớ đã giúp cậu rất nhiều lần. Thế mà cậu bao giờ trả ơn tớ thứ gì đâu? Cậu có quên không? À, được lão này, lão được thanh niên bạn này ban cho cái biển, ban cho cái biển cửa hàng đã được chứng nhận bởi coi như là chứng nhận chất lượng bởi người chỉ huy nơi này, cho nên là mình bán được nhiều hàng hơn. Linh đâu? Cho tôi hỏi Linh đâu? Vớ vẩn. Diễn viên nhí thì nhất bọn tàu rồi. Thế anh ấy lại phát ngôn đến câu tay hay tàu thì cũng đều phải thuê diễn viên để đóng vai nhí hết chứ, anh em lấy đéo đâu ra robot à? Hà đã bảo lúc đấy còn nhỏ đang trêu nhau rồi. À, thanh niên này bây giờ rất là bận. Hy vọng là cậu sẽ trở thành đội trưởng của tớ ngon. Được cái chứ, cho làm đội trưởng luôn. Chúng ta không thể nào cứ ở đây mãi được. Hãy nhìn mọi người kìa. Họ đã ở đây cả đời rồi. Trông họ với những cái xác không hồn có gì khác nhau đâu cơ chứ. Ông đội trưởng trước đời tớ đã cố gắng để coi như là chăm sóc cho ngôi làng này. Cho đến khi nào mà chúng ta cứ mãi ở đây thì chúng ta sẽ không bao giờ kiểu như là cậu để người ngoài pháp luật ấy. Người ta sẽ cố gắng để chăm sóc tất cả những người già người trẻ ở đây. À, sẽ giúp họ có thể đến bất cứ nơi nào mà họ muốn. Cậu điên à? Cậu có biết cậu đang nói cái chuyện quái gì không? Tớ không đùa đâu. Tớ nghiêm túc đây Dũng ạ. Hãy gia nhập cùng với tớ, giúp tớ một tay. Ai, kinh quá nhỉ. Đang từ game thám tử mà thế nào lại thành quả game nhân văn, xây dựng đất nước. Kinh đi chứ. Ok luôn. Cậu nói đúng. Có người ta không nên sinh ra mà chỉ là cái người thừa trong xã hội. Nhưng mà tớ làm chuyện này không phải là vì cậu. Tớ làm chuyện này là vì ngôi làng này. Tớ sẽ thành đội trưởng của cậu. Ây da. Ôi dồi. Sẽ gầy à? Quý là Lưu Bị, Dũng là Gia. Ủa cái gì đấy? Quân triều đình nó đến rồi. Tôi xong rồi. Sao người ở Lạc Dương đến đây? Đây là Eo Sốt. À đây là Eo Sốt à? Cái này giống như kiểu là Đông Xưởng hay Tây Xưởng ấy nhở? Chúng ta phải xuống xem có chuyện gì. Bọn này giống kiểu Đông Xưởng hay Tây Xưởng nhỉ anh em nhở? Ôi dồi ôi. Em nào đây? Ây da. Chúng tôi đang tìm An Quý. Em nào đây? An Quý đây.
Dạ. Lạp xưởng à? Được ấy chứ. Thái giám đâu, em mới sinh này, thái giám nào cũng ngực. Tôi là An Quý. Thưa quý bà, có thể hỏi tên quý bà không? Tôi là Yến à? Yến. Tôi có câu hỏi dành cho anh đây. Ông tướng trước đây chết từ bao giờ? 15 ngày trước. Thế anh thay vị trí của ông ấy từ bao giờ? 5 ngày trước. Phu Yến à? Ông ấy vừa chết một cái chết rất là lạ lùng. Thế mà anh vẫn còn đang là một trong những kẻ khả nghi. Thế mà anh đã dám thay thế ông ấy à? Anh có biết tội của anh chưa? Mọi người, bắt hắn ta đi. Ôi tôi chết. Cái này mặt lạnh cứ như tiền ấy. Ấy à, ấy ơi, hùa với lại là Giang đến rồi. Ấy đấy là các người mà dám bắt cậu ấy, các người cũng là kẻ thù của cả làng này. Ủa kìa, ta súng máy với các người. Đợi đã. Bình tĩnh đã. Anh nói cái gì vậy? À đâu, đây là anh Giang chứ anh kia là anh Hùa. Tôi vẫn cứ nhầm. Anh là anh Giang, từ từ đã. Bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Ở Dĩ Hòa Vi Quý đúng không? Dĩ Hòa Vi Quý. Kì, em này đã định rút kiếm rồi. Bình tĩnh em à. Sinh này với cái mặt lạnh như tiền. Ôi trời, đừng giận thưa bà Yến. Cái gì đây? Hãy để tôi. Cái gì đây? Nói vài lời à? Cái điều gì đây? Anh là ai? Điều gì đây? Tôi là Dũng à. Tôi cũng chỉ là một người ở đây thôi à. Ông tướng trước đây đã chết vì một cái sự cố. Thế tại sao mới chết? Sau khi điều tra, chúng tôi biết là giáo bị chết là vì một tai nạn thôi à. Không liên quan đến Quý đâu chị à. Đụt cận chị. Nếu cần, chị có thể đào xác ông ấy lên để điều tra lại à. Nếu chị tìm thấy có gì đó không đúng trong suy luận của tôi, chị cứ lấy đầu tôi đi. Đầu dưới đầu trên đều được. Úi dồi ôi. Đủ rồi. Anh ăn nói hay đấy. Ngày hôm nay, ta hãy cho các người thấy quân đội của chúng ta không phải là đồ bỏ lậu. Khi ta tìm ra được cái chết thực sự của ông tướng trước đây, thì ta sẽ được xử lý thanh niên Quý sau. Mọi người trông nom thằng Quý cho tốt vào. Còn anh kia đi theo tôi. Oh, ngon, yêu mình rồi. Yêu mình rồi. Cẩn thận đấy, đừng lo. Yêu rồi. Nhưng mà tôi nhìn em Yến này có vẻ yandere lắm. Yandere lắm anh em ạ. Này. Vô tra khảo riêng làm gì nữa. Linh đẹp hơn, linh xinh hơn. À, anh em ạ, mấy cam một chúng ta chơi đến đây thôi. Nếu anh em ủng hộ tôi sẽ còn chơi tiếp cái series này trong những cái lần sau. Giờ chúng ta nghỉ vài phút, chúng ta sang ca 2.